Video mình đến đây là xin tạm dừng. Các bạn thấy hay thì cứ nhấn nút đăng ký phía dưới để mình sẽ làm những video tốt hơn. Và các bạn có những cái đóng góp để cho cái vườn này nó đẹp, của chúng ta cho nên sẽ đẹp, sẽ theo như ý mình thì mấy bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ tiếp thu và làm cho nó đẹp. Cảm ơn các bạn.